Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, Công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì hôm nay chúng tôi bán đăng để có thể thanh lý cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe đẹp như mới. Đó chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Anh chị em thân mến, thì từ năm 2018, chính xác là từ tháng 6 năm 2018 đến nay thì Toyota Fortuner máy dầu chính thức được nhập khẩu về Việt Nam từ Indonesia. Thời điểm đó thì cũng khá nhiều phiên bản, trong đó là có máy xăng một cầu, máy xăng hai cầu, máy dầu một cầu số sàn và máy cầu một cầu số tự động cũng như là máy dầu hai cầu. Thì đây là phiên bản máy dầu một cầu số tự động, một cái dòng xe nó rất là linh hoạt trên mọi địa hình, tiết kiệm nhiên liệu và giá thành thì vô cùng hợp lý. Đây các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Xe thì mới đi được có hơn 3 vạn một chút thôi và toàn bộ lốp sơ cua chưa hạ cũng như lốp vẫn còn rất là nguyên bản các bạn nhé. Lốp vẫn còn nguyên bản đây. Lốp sản xuất năm 2018 hết các bạn nhá. Briton. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Lốp sơ cua chưa hạ này các bạn nhìn này. Đấy, lốp sơ cua bụi mù ấy. Vẫn chưa hạ. Đi thì cực ít. Xe đảm bảo cho các bạn là toàn bộ nguyên bản hết. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm nhiều yếu tố. Một là xe bị tai nạn hay không, hai bị ngấm nước hay chưa, ba bị tháo cổ máy hay không, và bốn là giấy tờ có an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Và đây là dòng xe Toyota Fortuner nhập khẩu các bạn nhé. Và nếu như anh chị em nào quan tâm đến vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh lên đoạn cuối của video clip. Còn nếu như anh chị em nào mà không có điều kiện thời gian đến với lại trực tiếp tại showroom tại số 10 Thành Thái, Công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thì chúng ta có thể lán lại một chút ở màn ảnh nhỏ để có thể trải nghiệm về cái chất lượng của dòng xe này cụ thể thế nào. Ví dụ đơn giản như là cái keo chỉ ở cửa trước bên lái, tapi cửa nó có vấn đề gì bất thường hay không. Đây ạ, Toyota Fortuner thiết kế khung gầm thì vô cùng cứng cáp, cửa sau bên lái các bạn nhé. Xe được trang bị dán phim cách nhiệt 3M. Thời điểm đấy thì thời điểm rất hot của dòng xe Toyota Fortuner. Có khách hàng phải lắp thêm khoảng tầm 150 triệu phụ kiện mới được sở hữu một cái dòng xe này các bạn nhé. Và không thì phải chờ đợi đặt hàng thì rất lâu. Đấy, thì khách hàng cũng đã đặt thêm rất nhiều những trang thiết bị phụ kiện, bao gồm có dán phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn Simili cao cấp, ốp bậc lên xuống mặc chrome có đèn, ốp ba đợt sốc trước, ốp ba đợt sốc sau. Đấy, đầy đủ hết các bạn nhé. Đây. Xe có thể nói về chất lượng thì chúng ta không phải bàn nhiều, chúng ta chỉ bàn về vấn đề giá xe mà thôi. Anh chị em có thể thấy thì nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến những cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu này, cả đăng ký vào nữa thì nó rơi vào tầm tỷ 2. Nhưng mà nếu anh chị em nào mà mua xe này thì có thể tiết kiệm cả đăng ký vào bây giờ nhá, khoảng hơn tỷ 2. Nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến dòng xe này thì có thể tiết kiệm khoảng tầm hơn 200 triệu khi mà sở hữu dòng xe này, thậm chí là tiết kiệm được khoảng tầm 250 triệu các bạn nhé. Cũng là một con số rất là đáng để chúng ta tiết kiệm đúng không ạ? 250 triệu, chúng ta có thể mua được một con Toyota Kia Morning đời 2014. Xe đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 các bạn nhé. Động cơ thì chúng tôi không phải quan tâm đâu, bởi vì động cơ chắc chắn là đảm bảo. Vì xe vẫn còn bảo hành tại hãng. Thì nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến vấn đề về giá xe thì xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 980 triệu đồng. Và giá thì vẫn có thể thương lượng được. Anh chị em có thể thấy thì nếu như anh chị em mà nào mà có nhu cầu sở hữu những mẫu xe trả góp thì trả góp từ 300 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất được 0,64% một tháng các bạn nhá, 0,64% một tháng. Và anh chị em thân mến thì nếu như anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh, chúng em sẽ dành tặng cho anh chị em đó một cái phiếu giảm giá, chỉ giá từ 5 đến 10 triệu đồng và ngay trong tài khoản. Và nếu anh chị em nào mà có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939063333. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.